Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế năm 2015. Các loại phương tiện sẽ bị hạn chế đi vào trung tâm thành phố và cấm tất cả phương tiện đi vào khu vực bắn, các khán đài và cầu sông Hàn. Kế hoạch phân luồng cụ thể như sau: từ 16 giờ các ngày 28 và 29 tháng 4, hạn chế không cho các phương tiện ô tô đi vào trung tâm thành phố, trừ xe VIP, xe đại biểu, xe ban tổ chức, xe an ninh, xe phục vụ. Từ 18 giờ các ngày 28 và 29 tháng 4, cấm tất cả các phương tiện ô tô, mô tô và xe thô sơ, trừ xe VIP, xe đại biểu, xe ban tổ chức, xe an ninh, xe phục vụ đi vào các tuyến Bạch Đằng, đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Quý Cáp, cầu sông Hàn, Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã ba Nguyễn Công Trứ đến Vân Đồn, Nguyễn Thế Lộc. Các phương tiện ô tô có nhu cầu đi lại trong khu vực tổ chức cuộc thi pháo hoa lưu thông trên các tuyến Cách mạng tháng 8 đến đường mùng 2 tháng 9, cầu Tiên Sơn, Lê Văn Hiến, Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Lê Đức Thọ, Yết Kiêu, Cảng Tiên Sa và ngược lại. Đống Đa, mùng 3 tháng 2, Nguyễn Tất Thành, Hà Khê, Hà Huy Tập, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ, Suối Viết Nghệ Tĩnh, cầu Tiên Sơn, Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Lê Đức Thọ, Yết Kiêu, Cảng Tiên Sa và ngược lại.